Mình làm gì có chỗ đứng. Muốn có chỗ đứng trong giang hồ là thứ nhất là vẫn phải lo về giá. Chứ còn những con giời không hiểu gì thì mẹ bao giờ cũng nghĩ là mình lãi cao, lãi đắt, lãi rẻ. Về đây đỗ xịch đúng phát, hỏi những cây này 500 nghìn. Đấy. À, những cây này khoảng 2 triệu. Đấy, khoảng 3 triệu. Nó tùy nhà. À, mình sẽ có cái mà mình đăng giá công khai luôn. Các ông xuống đây, các ông thấy ví dụ như tự nhiên đỗ xịch cái ô tô thì hiểu ra, chứ còn nếu mà bình thường những cái ông ấy thì đây là bằng lăng. Bằng lăng rừng. Toàn con to khủng bố. Đi xin ấm nước đây này. Mẹ chủ tịch xã công cao bằng tao. Chủ tịch xã, mày hỏi luôn chủ tịch xã mày được lương bao nhiêu. Mẹ chủ tịch nước 18-20 triệu tao còn chưa tính này, còn chủ tịch xã. Cứ hỏi các ông chủ tịch xã, chủ tịch nước xem các ông ấy chỉ được 20 triệu lùi. Mày nghĩ thu nhập của tao có 20 triệu. Tao lại bảo công cao như chủ tịch xã. Cứ hỏi tất cả chủ tịch xã trên cái đất nước này. Lương là được bao nhiêu. Chủ tịch nước lương còn 18-20 triệu. Tao còn 18-20 triệu, thằng Dũng bạn tao nó còn bảo là mày chỉ ngồi live stream nó trả tao 30 triệu kìa. Mày cứ làm ngưỡng cao như chủ tịch xã đấy, cái sự kém hiểu biết nó thế đấy. Chủ tịch xã là không tính tiền, nhưng mà cái là lương của người ta là một chuyện, lậu của người ta như thế nào mình không biết nữa chứ. Lậu người ta thế nào thì mình không biết. Đấy, ra cao tuân xem ngắm. Nói chung là khó lắm. Chẳng nhẽ bị chặn. Các ông thấy chưa, nó đả kích từ đầu video đến tận bây giờ. Ôi trời ơi. Ai. Sang một cái video mới. Đấy là nó cũng chỉ lơ mơ thế thôi, chứ còn cũng chưa hết được tất cả những gì tôi định truyền đạt đâu. Nhưng mà thôi, ở đây làm ấm trà đã cho nó đỡ rét. Con dâm bụt của Tuân đẹp thế nhỉ. Và cây mang đi triển lãm đây này, cây khế mang đi triển lãm. Thôi được rồi, sang video khác. Ở đây làm uống nước đã. Rốt thì chết chứ bệnh tật gì. Người ta bảo rồi, người ta xem những video này mở mang kiến thức thì không ấy, toàn theo kiểu đả kích xong rồi không học hỏi được cái gì thì ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Thằng Huấn nó nói rồi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Mẹ đi buôn quất đây, bây giờ có khách trả 20.000, 30.000 một cây, ta còn không thèm làm đây này. Người ta lấy hàng trăm cây. Úi trời ơi. Xem video là phải mở mang đầu óc. Xem live stream cũng để mở mang đầu óc. Còn nếu mà không mở mang được thì ngu thì chết chứ bệnh thật gì. Nói thì không nghe. Đi buôn quất xong rồi đến khi lỗ thì lại trả lãi được đồng nào chứ lại. Em đi buôn quất chỉ dám lãi 100.000. Lỗ thì ngồi đấy mà khóc thét. Ôi trời ơi. Bạn chả pha gì cho mình. Ôi được rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Tí nữa tôi quay cho cái khế đây sơ sơ cho mọi người. Mấy cả hồng đào nó cũng rực rỡ phết rồi này. Đài những cây khế gọi là khế bonsai. Nói thì mình cũng muốn giúp cho, nhưng mà cái tính không chịu học hỏi. Ngu lâu rút bền thì không khó đào tạo lắm. Mình xin phép mình phải nói cho các bạn như thế. Theo từ đầu đến cuối xong rồi nó đả kích xong rồi nãi cao mới nãi thấp. Mình phải nói luôn là ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Xem thì phải biết mà học tập. Nâng cao cái nhận thức. Đấy. Như tôi đã bảo tôi quý các bạn như thế, nhưng mà các bạn không có cái ý thức cầu tiến. Nói thì không thèm hiểu. Đấy. Nớ ngớ lại vớ được ông khách. Đẹp nhỉ. Tí nữa video sau là nói về khế nha. Bán vãn bả nó vườn. Trước nó giấy bít giấy bít. Bây giờ vãn hết rồi. Làm ấm nước nào. Đấy. Cá một cái thị trường này. Tùm lum. Thôi được rồi, cảm ơn mọi người.
Ugh.